Sau phần triển khai kế hoạch kinh doanh chi tiết, thống kê và số liệu rõ ràng, với chiến thắng cuối cùng của đội Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, hai đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng và Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đành dừng cuộc chơi tại đây. Chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình của hai đội này. Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng là ngôi trường với hơn 35 năm phát triển, có nhiều truyền thống về đào tạo nguồn nhân lực và giáo dục của cả nước. Nhiều đề tài đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế, đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Nối tiếp truyền thống quý báu đó, tham gia cuộc thi, các thầy cô giáo tương lai của chúng ta vẫn thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh của mình, dẫu rằng họ không phải là những chuyên gia về kỹ thuật, nông nghiệp hay kinh tế, để cùng với Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế bước vào vòng 2. Hành trình vì khát vọng Việt là một trong những chương trình tôi cho rằng là rất hay, rất bổ ích đối với sinh viên. Cứ xem như là một cái tập sự cho cái công việc của mình trong quá trình hội nhập trong tương lai. Trong vòng 2 này, đội đã đưa ra số vốn đầu tư ban đầu gần 2 tỷ đồng, nhưng kế hoạch kinh doanh chưa cụ thể hóa bằng con số, doanh thu chưa rõ ràng, phân kỳ và không xác định được mục tiêu kinh doanh. Điều này đã khiến ý tưởng của đội Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng thiếu hiệu quả và không khả thi. Chúng tôi biết về kinh doanh nhưng tôi rất hạn chế nên cái phần thi này là triển khai mô hình kinh doanh nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nằm tại trung tâm của miền Trung và thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao để đào tạo các thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước. Ở tại sân chơi này các em có thể thể hiện được cái tính năng động và cái tính sáng tạo của mình, tạo nên một cái môi trường học tập và sinh hoạt một cách lành mạnh. Sau vòng thể hiện bằng kịch đầy thú vị, mang đến cho người xem cảm giác gần gũi và vấn đề được đặt ra thiết thực, dễ hiểu hơn, đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng bước vào vòng 2 với sự tự tin khi đây là sở trường của đội. Nhưng trước thách thức về sơ đồ tổ chức mất nhiều chi phí, quản lý rủi ro chưa tốt, thiếu tính pháp lý và gặp khó khăn về hành chính khi bị xử phạt đã khiến đội gặp lúng túng khi trả lời chất vấn của ban giám khảo. Và chỉ một điểm thấp hơn Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, đội đành phải dừng cuộc chơi. Tất nhiên tụi mình cũng hơi buồn vì cũng đã bỏ rất là nhiều công sức trong những ngày vừa qua. Và thi thì ai cũng thắng thôi, nhưng mà cuộc thi thì có người thắng người thua thì mình chấp nhận thôi. Dù phải chia tay với cuộc thi, nhưng đến với hành trình, hai đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng cùng Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã tích lũy cho mình được lượng kiến thức, học hỏi được nhiều điều hay và thành công hơn trong hợp tác làm việc nhóm. Chúc cho hai đội sẽ đạt được kết quả cao trong học tập, trưởng thành trong cuộc sống và sẽ sáng tạo hơn nữa cho những ý tưởng có ích trong tương lai. Với chiến thắng một điểm trước đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, đội Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đã vinh dự thay mặt khu vực miền Trung bước vào vòng chung kết toàn quốc với tư thế hiên ngang, quyết thắng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình đội Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đã vượt qua 2 vòng thi nhé quý vị. Là trường đại học kỹ thuật duy nhất của khu vực miền Trung Tây Nguyên, Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 1975, hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng đã khẳng định được vị thế và thương hiệu của mình trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia và đang nỗ lực xây dựng cho mình một chất lượng, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học trọng điểm có uy tín hàng đầu ở Việt Nam. Với bản lĩnh, nền tảng đó, đội đã nối tiếp truyền thống của trường khi mang đến cho cuộc thi ý tưởng về phần mềm phục vụ du lịch iTourGuideDK. Ở vòng 1 của cuộc thi, cách thuyết trình bằng kịch đầy dí dỏm, hài hước, sáng tạo mà lại thể hiện ý tưởng rất rõ ràng, chi tiết và thiết thực đã mang về cho họ số điểm cao nhất. Sang vòng 2, bằng tinh thần chiến binh quật cường, dám đương đầu với thất bại khi đầu tư mạo hiểm hơn 300 triệu đồng cho ý tưởng, bán phần mềm với giá chỉ từ 10.000 đến 15.000 đồng cho một mã code. Trong 3 tháng, bước đầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu, mang đến lợi ích công cộng và với lộ trình không cần hướng dẫn viên, giúp tiết kiệm chi phí cho du khách và xã hội. Đội Bách khoa có thể là hoàn thành tốt vai trò là đại diện của mình miền Trung để có thể thi đấu với các đội vùng khác. Cuộc chơi nào cũng có điểm dừng thì điểm dừng tại sư phạm ở đây để chúc cho Bách khoa thì thành công hơn trong cái trận sắp tới đại diện cho miền Trung tại cuộc thi chung kết. Kết quả là ngoài sự mong đợi nhưng mà chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa để chinh phục cái giải thưởng của chương trình. Vai trò càng cao thì áp lực càng lớn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết mình.
Với quyết tâm và hành động, chắc chắn đội Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng sẽ cùng với đội Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Nguyên vững vàng bước vào vòng chung kết toàn quốc với niềm tin chiến thắng. Chúc đội sẽ tiếp tục bình tĩnh, tự tin, phát triển ý tưởng thành một sản phẩm hoàn thiện để có thể quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Tuổi thơ gian khó của em, tuổi già nhọc nhằn của mẹ, phải quyết chí thành công để giúp mẹ, giúp em. Cùng Trung Nguyên sáng tạo tương lai. Đà Nẵng với đề tài hệ thống cho thuê xe linh hoạt, Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng với đề tài phần mềm phục vụ du lịch iTourGuideBK, Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng với đề tài trung tâm nông nghiệp đô thị tại thành phố Đà Nẵng. Đó chính là ba đội đã chiến thắng tại vòng 1 cuộc thi sáng tạo tương lai khu vực miền Trung. Tuy nhiên, để trở thành đại diện duy nhất tham gia vòng chung kết toàn quốc, ba đội sẽ phải vượt qua thử thách tiếp theo, đó chính là vòng 2 với tên gọi lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Hãy cùng chờ đón họ sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai trong hành trình vì khát vọng Việt năm 2013. Trải qua vòng 1 thì các đội của chúng ta đã thể hiện được ý tưởng kinh doanh của mình, thể hiện sự sáng tạo cũng như là niềm tin và khát vọng. Cũng chính vì thế mà bây giờ vòng 2 sẽ có thử thách nhiều hơn. Các đội sẽ phải hiện thực hóa ý tưởng của mình thông qua đưa ra những ý tưởng và kế hoạch hành động như thế nào. Và thật là tò mò không biết ba đội xuất sắc của chúng ta sẽ có kế hoạch triển khai ý tưởng kinh doanh như thế nào. Nhưng trước tiên sẽ là thể lệ cụ thể của vòng thi thứ 2. Các vòng thi của cuộc thi sáng tạo tương lai cũng dựa vào các bước của bản đồ dẫn lối thành công. Đó là phải có niềm tin và khát vọng, xác định năng lực lõi, lên kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện, kết nối nguồn lực, dám đương đầu với thất bại. Vòng 2, lên kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng. Nội dung đề thi, với ý tưởng sơ khởi từ vòng tuyển chọn 1, các đội lập kế hoạch và triển khai ý tưởng cụ thể để áp dụng được cho thực tế. Ba đội lần lượt trình bày về kế hoạch thực hiện và triển khai ý tưởng cụ thể, sau đó tham gia xử lý tình huống và trả lời câu hỏi phản biện từ ban giám khảo và khán giả. Ở vòng 2, sự gay cấn, hồi hộp, kịch tính sẽ được đẩy lên cao trào với thử thách xử lý tình huống dành cho ba đội. Tình huống do ban giám khảo đặt ra có thể rơi vào bất kỳ lĩnh vực nào trong quản trị kinh doanh như xử lý khủng hoảng thông tin, nhân sự, vay nợ tài chính. Và xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Tổng Giám đốc Công ty Nhiên liệu Sài Gòn, từng giữ những vị trí điều hành quan trọng tại các công ty lớn như PNG, PNC, là cổ đông sáng lập của nhiều doanh nghiệp Alphabook, trường đào tạo doanh chủ. Tiến sĩ Kinh tế Vương Quân Hoàng, là nhà nghiên cứu trung tâm Emin Bernaem, Đại học Tổng hợp Brussels. Ông có nhiều tác phẩm và công trình xuất bản quốc tế, cuốn sách mới nhất xuất bản tháng 10 năm 2013 tại Mỹ. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng 2 của cuộc thi Sáng tạo tương lai. Chúng ta đã tìm ra được 3 đội xuất sắc để đến với vòng thi thứ 2 này. Đó chính là các đội Đại học Sư phạm. Tiếp theo đó là đội Đại học Kinh tế. Và chắc chắn không thể thiếu được Đại học Bách khoa. Và lúc này không biết các cổ động viên của chúng ta có muốn nói điều gì với các đội thi không? Xin chào anh chàng đẹp trai đây, mời bạn đứng dậy. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Tụ, đến từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tôi nhìn là tôi biết ngay rồi, tôi yêu Bách khoa, rất là tuyệt vời đúng không các bạn cổ động viên? Các em thân mến, lúc này các đội thi của chúng ta ấy, chắc chắn là họ rất cần đến những lời động viên cổ vũ từ phía các cổ động viên. Cho nên đại diện cho tất cả các bạn cổ động viên ở đây, em hãy nói điều gì đó để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn của chúng ta.
Đến với cuộc thi thì mình chúc các bạn tự tin chiến thắng. Bách Khoa, Bách Chiến, Bách Thắng. Rồi, xin được cảm ơn các cổ động viên của Bách Khoa. Lợi thế chủ nhà được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đội Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng đã trình bày xuất sắc và giành được số điểm cao nhất ở vòng thi trước. Phần thuyết trình thú vị, hấp dẫn, thể hiện được các ứng dụng độc đáo và thiết thực của phần mềm i2GBK. Ở vòng thi này, các thành viên trong đội đã phải chi tiết hóa kế hoạch kinh doanh bằng những con số đầu tư cụ thể cũng như cách huy động vốn. Thuần là dân kỹ thuật, các bạn sẽ gặp khó khăn trong phần thi này. Và liệu là đội Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng sẽ lại tiếp tục giữ vững được vị thế đứng đầu trước vòng 2 đầy thử thách? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là một cái dự án về phần mềm i2GBK chúng tôi sẽ triển khai tại Đà Nẵng. Và các cái phần mềm này được sử dụng qua các thiết bị smartphone và các cái thiết bị tương tự. Về ứng dụng của phần mềm này, đó là lên lịch trình tối ưu. Thứ hai nữa là thay thế một hướng dẫn viên du lịch. Và thành quả mà chúng tôi mong muốn đạt được là như sau: 6 tháng đầu tiên, hơn 1.000 lượt dùng cải hoàn thiện xong cái cơ sở dữ liệu của mình. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là phát triển mạnh và thành công ty sản xuất và kinh doanh phần mềm hướng dẫn viên du lịch trên toàn Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ đo dọn hóa các chức năng để mọi người dùng một cách tiện lợi hơn. Chúng tôi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn là xây dựng phần mềm và thử nghiệm. Vào 3 tháng đầu tiên là chúng tôi sẽ nghiên cứu, đi khảo sát thị trường, hoàn thiện sản phẩm. Sau 3 tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa sản phẩm ra ngoài thị trường cho sử dụng bản beta, các sản phẩm mà được sử dụng free cho mọi người. Và cái ngân sách mà chúng tôi dự kiến trong 3 tháng đầu, 3 tháng xây dựng thì khoảng từ 30 đến 50 triệu. Và sau 3 tháng sử dụng bản beta, ngân sách chúng tôi dự kiến là 50 đến 100 triệu. 6 tháng tiếp theo nữa là chúng tôi sẽ thu phí và đưa vào sử dụng, đó là đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái ngân sách dự kiến là từ 600 đến 650 triệu đồng, nó chia làm nhiều server khác nhau. Chúng tôi sẽ dựa lên chiến lược marketing mix, đó chính là sản phẩm, giá, xúc tiến và phân phối. Đầu tiên về việc sản phẩm, đó là chúng tôi tạo điều kiện cho khách du lịch một cách tối ưu. Thứ hai nữa là tích hợp nhiều cái tính năng. Thứ ba nữa là phải dễ dàng sử dụng cho tất cả các đối tượng. Về giá cả, đó là giá mềm và phù hợp với nhiều đối tượng và nhiều người dùng khác nhau. Chúng tôi sẽ xúc tiến quảng cáo trên các cái tạp chí, các báo. Thứ hai nữa là trên các forum, các diễn đàn du lịch. Về cái việc phân phối thì chúng ta đa dạng thông qua các cái mạng và internet. Kế hoạch quản lý con người, đầu tiên là ban giám đốc các phòng, đó là phòng hành chính, phòng truyền thông, phòng dự án và phòng kinh doanh. Chức năng của phòng hành chính đó là quản lý nhân sự, và phòng truyền thông có chức năng đó là thu thập thông tin, hoạt động xã hội và quảng cáo thương hiệu của mình. Thứ ba nữa, phòng dự án, phòng này rất quan trọng và đặc biệt của công ty, nó giúp công ty phát triển. Thì phòng dự án có nhiệm vụ đó là lập trình, thiết kế sáng tạo, quản lý chất lượng và triển khai hệ thống của mình. Phòng kinh doanh để đem về lợi nhuận cho công ty. Kế hoạch tài chính của công ty chúng tôi dự kiến như thế này: chúng tôi sẽ dự kiến cái tổng chi phí năm đầu tiên đó là 1,35 tỷ Việt Nam đồng. Để có được chi phí như thế này, chúng tôi sẽ kêu gọi, nhất là góp vốn từ các thành viên trong công ty. Thứ hai nữa là chúng tôi kêu gọi đầu tư, và thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tính tới phương án vay nếu như kế hoạch tài chính chúng tôi không đủ. Cái nguồn tài chính đó chúng tôi được sử dụng trong đó là chi phí lương, chi phí mặt bằng và thiết bị. Nếu như lỡ như công ty chúng tôi đang hoạt động mà thiếu vốn, hoặc là có một doanh nghiệp nào đó hay là một cái nhà đầu tư nào đó mà họ rút vốn, thì chúng tôi cũng phải huy động vốn, lập kế hoạch vay tiền của ngân hàng. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho sinh viên lập nghiệp, tiếp cận các cái doanh nghiệp hay là các cái tổ chức hướng đến cái việc mà xây dựng phần mềm này để giúp cho xã hội một cách phát triển hơn. Thứ ba nữa là chúng tôi huy động vốn bằng cách nạp thêm thành viên. Đề tài phần mềm phục vụ du lịch i2GBK của Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng mang tham vọng khá lớn là giúp lên lịch trình tối ưu cho du khách, xa hơn trong tương lai sẽ thay thế vai trò của hướng dẫn viên du lịch. Trong năm đầu tiên, vốn đầu tư dự kiến 1,35 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn và đầu tư cho các hạng mục, chi phí lương, mặt bằng, thiết bị. Tuy nhiên, vấn đề doanh thu đã không được đặt ra. Ban giám khảo sẽ đánh giá như thế nào về dự án kinh doanh này? Trong cái phần trình bày vừa rồi, anh không thấy được cái phần doanh thu. Trong cái phần slide vừa trình bày thì chúng tôi không có đề cập đến cái phần doanh thu. Tại vì mục tiêu chúng tôi đưa ra cái năm đầu tiên thì 3 tháng đầu cũng như là 3 tháng tiếp theo là chúng tôi xây dựng, bước đầu xây dựng để hoàn thiện cái hệ thống cơ sở dữ liệu. Chúng tôi có thể là hợp tác với những công ty khác, mình có đồng ý làm công ty vệ tinh cho họ, và từ đó khi mà cái nhân lực nó đủ mạnh thì chúng tôi sẽ xin tách ra. Một dự án kinh doanh các bạn lập ra mà các bạn không tính và không đặt vấn đề doanh thu ra thì thử hỏi ai dám đầu tư cho các bạn. Sau khi mà đã hoàn thành cái phần mềm của mình thì chúng em sẽ bán phần mềm trực tiếp hoặc thứ hai là bán cơ sở dữ liệu cho các công ty phần mềm khác. Chúng em sẽ kiến nghị ở các cơ quan sẽ hỗ trợ chúng em để phát triển cái phần mềm này. Thì các bạn có chi phí đầu tư rồi,
Các bạn dự kiến bán cái phần mềm là bao nhiêu tiền? Công ty dự định bán 15.000 đồng trên một sản phẩm, cho một cái mã code. Như vậy thì bao lâu thì các bạn sẽ thu hồi được cái vốn đầu tư ban đầu? Tối thiểu là 10.000 lượt dùng đi. Thì suy ra là trong khoảng từ 1 đến 2 năm là chúng em sẽ thu hồi được vốn. Nếu như các bạn bán cái sản phần mềm ở trên Apple Store, các bạn phải trả chia phí với lại Apple. Giả sử 50-50, thì bạn bán 15.000, bạn có còn có 7.500 thôi. Nếu 10.000 lượt dùng á thì bạn chỉ thu được 75 triệu thôi. Phí đầu tư các bạn là 1.350.000.000. Thì là bạn gần 20 năm mới hoàn vốn. Chúng em chỉ là đầu tư từ 50 đến 100 đến 200 triệu phần đầu tiên. Còn cái phần tiếp theo á là chúng em sẽ dựa trên cơ sở cái phần mềm của mình nó có thể sinh lợi được hay không. Chúng em mới đầu tư cụ thể hơn. Các bạn bỏ ra khoảng chừng 200 triệu đến 300 triệu để hoàn thành sản phẩm. Và sau đó các bạn mới đánh giá thử là có thể thương mại hóa nó hay không. Còn trong trường hợp các bạn không thương mại hóa nó được thì các bạn đóng lại và các bạn chịu lỗ toàn bộ phần đầu tư ban đầu. Đội dùng em chấp nhận phương án đó với cái việc mà trả ra 200 triệu để thu được những bài học lớn sau quá trình khởi nghiệp, đó là giá khá rẻ so với những tập đoàn khác. Những nhà đầu tư mạo hiểm quyết tâm để có một bài học lớn. Không có ai mà đi đầu tư mạo hiểm mà đi vay vốn ngân hàng hết á. Tại vì ngân hàng họ đâu có đầu tư mạo hiểm. Thành ra là tôi nghĩ là các bạn ngay từ đầu cái hình thức các bạn cũng chưa có khẳng định rõ. Do đó đó là chúng tôi đang suy nghĩ là chúng tôi muốn rằng cái công trình này nó vốn là nó có một cái lợi ích công cộng khá là lớn và nên kêu gọi nhà nước đầu tư và các bạn làm dịch vụ cho nhà nước. Không thể có phương án mà vừa muốn lấy tiền mạo hiểm mà lại vừa muốn lấy tiền của một nơi không chịu mạo hiểm như ngân hàng. Tôi nghĩ là phải tính rất kỹ lại cái đấy thì hãng bắt đầu làm. Dựa trên cơ sở nào để đảm bảo được trong vòng thời gian 3 tháng được sử dụng free cái bản này, người sử dụng cảm thấy thoải mái. Vì nếu như tôi dùng không thấy thích là tôi sẽ không dùng nữa và tôi sẽ không bỏ tiền ra để mua sản phẩm này. Trong quá trình mà làm bản demo, chúng tôi luôn có cái chức năng đó là chức năng tự phản hồi. Có nghĩa là khi một du khách sử dụng phần mềm của tôi thì du khách đến địa điểm đó cảm thấy là thích, tha không thích, tha có phản hồi gì thì du khách có thể là bình luận trực tiếp lên đó. Thì sau khi 3 tháng sử dụng demo, chúng tôi sẽ chắt lọc lại các cái ý kiến phản hồi của các người sử dụng để chúng tôi đưa kịp thời và hợp lý nhất. Mục đích của bạn dùng cái phần mềm là thứ nhất đó là sẽ lên lịch tối ưu cho cái lịch trình của mình đi và thay thế được hướng dẫn viên du lịch. Thì phần mềm của bạn có phải đã gắn sự cạnh tranh về ngành nghề với là hướng dẫn viên du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung? Năm 2013 này, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, chất lượng cũng như số lượng của các hướng dẫn viên du lịch không đủ để đáp ứng. Ví dụ bạn đến cổ Viện Tràm thì bạn phải biết được là thông tin của tất cả các từ lịch sử, từ văn hóa, từ cái vật, cái xương này là từ khi nào, từ bao giờ. Mà chất lượng của hướng dẫn viên du lịch không đủ. Phần mềm I2BK của chúng ta ra đời là nhằm, ví dụ như bạn đến ngay cái xương, sẽ có một cái file MP3 và bạn sẽ nghe được là cái xương đó là từ bao giờ, từ khi nào, rồi nó là được hình thành từ con khủng long gì, rồi đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì anh Duy đang có mặt ở khu vực của các cổ động viên Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Và không biết lúc này các cổ động viên của chúng ta đang cảm thấy như thế nào khi mà các đội thi cũng đang chuẩn bị cho những phần thi của mình hết sức là gay cấn. Xin phép được hỏi bạn đi. Chào bạn, bạn tên là gì? Bạn có thể đứng dậy được không? Rồi, em tên là gì? Em tên là Hiếu, đến từ Trường Đại học Kinh tế ạ. Một cổ động viên của Trường Đại học Kinh tế. Lúc này đây thì anh thấy là Đại học Kinh tế đang chuẩn bị cho phần thi của mình và các bạn rất là hồi hộp. Đại diện cho các cổ động viên đang ngồi đây, em có muốn nói điều gì, truyền tải điều gì tới các bạn của mình không? Thì em xin chúc cho tất cả các bạn trong đội thi của Trường Đại học Kinh tế hết sức tự tin và sẽ giành được chiến thắng. Và chúng ta luôn là một tập thể hết sức đoàn kết. Các bạn ơi! Chúng ta là sinh viên kinh tế, năng động, sáng tạo, đoàn kết. Xin chào! Năng động, sáng tạo, đoàn kết và xin chào, đúng không? Và lời cuối cùng mà anh Duy muốn nói với các bạn đó là xin chúc thành công, một tràng pháo tay thật lớn cho Trường Đại học Kinh tế! Với ý tưởng thành lập hệ thống cho thuê xe linh hoạt, thuê một chỗ và trả một chỗ khác rất thiết thực và chi tiết ở vòng 1, đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng đã chinh phục được hoàn toàn ban giám khảo và khán giả về tính khả thi của dự án. Đội đang hoàn thiện bài thi của mình để trình bày chi tiết kế hoạch kinh doanh trong vòng 2 này. Các thành viên rất quyết tâm để giành được chiếc vé duy nhất đại diện cho khu vực miền Trung tham dự vòng chung kết toàn quốc.
liệu rằng đội Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng sẽ lại tiếp tục giành chiến thắng trong vòng thi vốn là sở trường của mình? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ cho thuê xe linh hoạt Pick and Drop, với dịch vụ chính đó là cho thuê xe máy và xe đạp. Đặc điểm của việc giao và nhận xe là một chiều, khách hàng có thể thuê xe ở một điểm này và trả xe lại một điểm khác, phù hợp với nhu cầu của du khách trong quá trình di chuyển. Khách hàng có thể đặt yêu cầu dưới 3 hình thức: website, qua điện thoại hoặc có thể đến trực tiếp với điểm giao dịch của chúng tôi. Và chúng tôi cũng cung cấp một dịch vụ phụ, đó chính là việc bán các mặt hàng thiết yếu như là thức ăn, thức uống, những loại áo mưa, túi ngủ, ba lô phù hợp với dân đi phượt, và để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ gọi là cơ bản nhất. Dịch vụ phụ khác mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đó chính là dịch vụ phi dịch viên và hướng dẫn viên và đội ngũ lái xe vô cùng chuyên nghiệp. Còn có một dịch vụ bổ sung đó chính là dịch vụ taxi tải trong thời gian xe tải nhàn rỗi. Chúng tôi đầu tư 2 chiếc xe taxi tải để có thể vận chuyển xe từ nơi này đến nơi khác, vận chuyển cái đội ngũ bảo dưỡng xe của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa ra những điểm khác biệt cho dịch vụ của chúng tôi như sau: khách hàng có thể thuê xe và trả xe tại các địa điểm hoàn toàn khác nhau, vô cùng linh hoạt. Mạng lưới hệ thống điểm giao dịch của chúng tôi là rộng khắp, đó chính là Đà Nẵng, Huế và Quảng Nam, với đặc điểm nhận diện vô cùng dễ dàng, đó chính là hệ thống tem xe và hệ thống logo nằm trên các mũ bảo hiểm. Những hộ kinh doanh nào có thể tham gia được vào hệ thống điểm giao dịch của chúng tôi? Đơn giản, đó chính là các hộ đã và đang kinh doanh hệ thống cho thuê xe, và chúng tôi sẽ kêu gọi những cái hộ kinh doanh khác tham gia vào hệ thống sau khi đã cam kết các tiêu chuẩn từ phía công ty. Mạng lưới điểm giao dịch của chúng tôi sẽ phân bố trên 3 tỉnh thành, đó chính là Đà Nẵng, ở các khu vực như là bến xe, sân ga, sân bay, đường Bạch Đằng và đường Phạm Văn Đồng. Ở Hội An chúng tôi chỉ phát triển 2 điểm giao dịch, đó chính là ở phố cổ, khu trung tâm phố cổ Hội An và biển cửa đại. Ở Huế chúng tôi phát triển đến 4 điểm giao dịch, đó chính là ở sân bay Phú Bài, nhà ga, bến xe và chợ Đông Ba. Về hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn tiên là 2 năm đầu tiên, định hướng của chúng tôi là sẽ trở thành nhà dẫn đạo thị trường trong dịch vụ cho thuê xe linh hoạt tại địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Cụ thể qua các con số như là đạt hơn 25.000 lượt thuê xe máy và xe đạp một năm, tổng doanh thu đạt 5 tỷ một năm, doanh thu sau năm đầu tiên tăng 10%, thời gian hoàn vốn 3 năm và lợi nhuận ròng đạt trên 1,5 tỷ. Giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2, 3 năm tiếp theo, định hướng chúng tôi sẽ là mở rộng mạng hoạt động mạng lưới từ Quảng Bình đến Kon Tum, qua thông qua các con số như là đạt hơn 40.000 lượt thuê xe máy, 35.000 lượt thuê xe đạp một năm, tổng doanh thu đạt 9 tỷ một năm, doanh thu sau năm mở rộng đầu tiên tăng 15% và lợi nhuận ròng đạt trên 3 tỷ. Giai đoạn thứ 3, 5 năm tiếp theo, tham vọng chúng tôi là mở rộng mạng lưới trên toàn quốc và với những con số cụ thể như là 200.000 lượt thuê xe máy và xe đạp mỗi năm, tổng doanh thu đạt 60 tỷ một năm, doanh thu sau năm mở rộng đầu tiên tăng 30% và lợi nhuận ròng đạt trên 18 tỷ. Công cụ truyền thông mà chúng tôi muốn sử dụng Internet, các trang website về du lịch cũng như là các mạng xã hội hay là về các tạp chí du lịch. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một đội ngũ xe diễu hành có xe gắn logo và mở biển gắn logo của doanh nghiệp. Và trong một tháng đầu tiên sau khi họ khai trương thì chúng tôi sẽ mở hoạt động giảm giá, xúc tiến bán. Vốn ban đầu là 4.668.380.000 đồng, trong đó 14% là vốn vay huy động từ 5 thành viên của nhóm ý tưởng, là mỗi bạn 200 triệu đồng là 1 tỷ, còn 3 tỷ còn lại thì sẽ huy động từ 11 cổ đông. Ước lượng doanh thu trung bình trong các tháng trung bình là 525 triệu đồng. Tổng doanh thu cả năm là 6.304.320.000 đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.823 triệu đồng. Với đề tài hệ thống cho thuê xe linh hoạt, Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng đã làm nổi bật lợi thế kinh doanh của mình là cho thuê xe máy, xe đạp, giao nhận xe một chiều tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, tức nhận xe ở điểm này và trả xe ở điểm khác. Vốn đầu tư dự kiến 4.668.380.000 đồng, trong đó 1 tỷ là do 5 thành viên trong nhóm đóng góp, hơn 3 tỷ còn lại huy động từ 11 cổ đông, lợi nhuận dự kiến 1.823 triệu đồng. Liệu rằng dự án có khả thi như những gì mà các bạn mong đợi? Các bạn cho anh biết cái thủ tục
để khách có thể thuê chiếc xe của các bạn. Nếu mà khách hàng gọi điện thoại và yêu cầu là chúng tôi đem xe tới, chúng tôi sẽ tiến hành giao tận nơi. Còn nếu mà khách hàng mà đến tại điểm dịch thì chúng tôi sẽ tiến hành là lấy thông tin khách hàng, từ đó là coi từ cái tình trạng sẵn sàng của cái điểm giao dịch là còn xe hay không. Nếu không còn thì chúng tôi sẽ điều xe từ những cái điểm giao dịch khác. Còn nếu còn xe thì chúng tôi sẽ xác nhận thông tin khách hàng và từ đó là giao xe cho khách. Còn những cái thủ tục và tiền khi mà khách hàng muốn lấy xe, đó là tiền đặt cọc như là chúng tôi đã thể hiện trong slide vừa trình bày, có nghĩa là xe ga là từ 2 triệu 3 triệu, xe số là 1 triệu rưỡi. Còn ngoài ra thì giấy tờ cần thiết đó là chứng minh nhân dân hoặc là passport bản gốc. Lấy tại Quảng Nam và họ trả tại Huế thì các bạn di chuyển cái đó như thế nào? Chúng tôi sẽ có một cái quá trình kết hợp để vận chuyển giấy tờ trong cái xe tải đó, hoặc là chuyển phát nhanh EMS. Thì cái việc chuyển phát nhanh EMS này sẽ không tốn nhiều tiền và thời gian, tại vì một ngày chúng tôi có thể chuyển 3 lần. Một xe tay ga các bạn hiện nay đặt cọc từ 2 đến 3 triệu. Các bạn quản lý rủi ro mà khách hàng họ không có trả lại xe như thế nào? Vì là trước khi mà thuê xe thì họ có đưa một cái số tiền đặt cọc, là ví dụ như xe ga từ 2 đến 3 triệu. Nhưng mà khi chúng tôi thuê xe thì chúng tôi không đưa cái giấy tờ xe cho họ. Là giả sử như là khách là người nước ngoài, mà đa số khách nước ngoài vào Việt Nam thì họ sẽ không có bằng lái. Thứ hai nữa là họ không rành luật giao thông Việt Nam mà gây tai nạn trên đường, hoặc là bị công an giữ xe, thì bạn xử lý như thế nào? Về cái vấn đề mà thuê xe thì chúng tôi khi mà cho khách nước ngoài thuê, khách nước ngoài này phải có bằng lái quốc tế, bởi vì bằng lái quốc tế có thể quy ra là có thể lái bằng lái Việt Nam. Bằng lái quốc tế chỉ có lái xe hơi thôi, không có phải xe máy. Trường hợp này thì trong dịch vụ của công ty đã có cung cấp là người đi kèm hay là hướng dẫn viên du lịch có thể là lái xe điều khiển cho khách du lịch. Trong trường hợp mà khách gây tai nạn thì khi mà chúng tôi cho khách thuê xe thì chúng tôi đã có cái hợp đồng thuê xe, và trong đó nêu rõ nếu mà khách gây tai nạn và dẫn đến cái thiệt hại về xe thì họ phải bồi thường số tiền. Tại sao phải ngay lập tức trải rộng trên một cái diện tích, trên một cái địa bàn lớn như thế? Tại sao không 3 điểm để các bạn nếu nó có một cái thất bại gì đấy thì nó